nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong các chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Akasatha cha bhumma tha di qua na ga ma hi ti ka bun nhân lô abu mô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ga can tu no ga ru ra can tu nha ta yo ra can tu ba ni no ra can tu no sa đa nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều bài đức thần lực nữ khắp cả trần hoàn thư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ba mê buôn nhân xa hoa ca gia hoa ăn hô tu na gạt thế ca lê do sự vô bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thanh Má trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 10 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ. Cô Thanh Thị Quang Hỷ cập biết lại ở trong rung không còn nghe được nữa. Dạ con xin sám hối. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả qua Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Bài 4. Kinh sợ hãi khiếp đảm. Phái giáo Phê Giá Hóa Xuất Tá, từ đoạn 017 đến 020 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Giá. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.
Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân thần Phật Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Xin hỗn vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tích, Đại Đức Tự Tri. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Thái Giác Vừa Ra Quá Xuất Tác Sợ Hãi Khiếp Đảm. Bài kinh này mang tên như vậy vì Đức Phật về giải về nỗi sợ hãi của người tu hành trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng sự kiện Bà La Môn trên núi Sô Ni đến viếng thăm Đức Phật và nói lên cái sự cảm thông đối với các vị tỳ kheo sống ở rừng núi Hoa Vu. Đức Phật xác nhận điều đó là đúng. Và Ngài nói lên những kinh nghiệm và suy tư của Ngài khi còn là vị sống ở rừng sâu, còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác. Ngài cũng có nói đến một vị tỳ kheo sống ở nơi rừng núi Hoang Vu, và vị đã còn những cái phiền não trong 16 trường hợp thời phải sợ hãi khiếp đảm vì thiếu ý tự tin. Đức Phật đã kể lại kinh nghiệm của Ngài đối trị với sự sợ hãi khi sống trong núi rừng. Và Ngài cũng cho biết rằng Ngài có những sa môn và la môn sống ở nơi rừng sâu thanh vắng,
các vị ấy đối trị sự sợ hãi bằng cái cách tưởng đêm là ngày, ngày là đêm. Đức Phật không chấp nhận. Đối với bản thân Ngài thì đêm là đêm, ngày là ngày. Chỉ làm sao diệt phục được nội tâm thì mới không có sự sợ hãi khiếp đảm. Mà không những vậy, mà Đức Phật dạy sống ở rừng sâu còn phải xa hơn nữa, là tận dụng nếp sống này để thành tựu thiền định đạo quả. Và trong cái đoạn cuối của bài kinh này thì Đức Phật Ngài có nói một điều, Ngài cho biết lý do tại sao hiện tại Ngài mặc dù đã là một bậc giác ngộ giải thoát nhưng mà Ngài vẫn có thời gian độc cư. Bởi vì hai cái lý do, một là hiện tại lạc trú, hai là vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai để làm gương, chứ không phải là Ngài chưa diệt trừ tham sân si nên sống ở rừng núi. Bài kinh này ý nghĩa đơn giản, rất dễ hiểu. Chúng ta hãy lắng nghe và suy nghiêm kỹ. Hôm nay sẽ do tính vị giảng sư của Ngài Sáu giảng giải. Và trước tiên, xin mời Thanh Thủy đọc cho chánh kinh. Sau đó xin cùng Thanh Thủy để được học thầy. Dạ sa thú, sa thú, kính tri ân thượng cô Thanh Thủy. Xem lời biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Bài 4. Kinh sợ hãi khiếp đảm, phá giá, phê rá quá xuất tá. Đoạn 017 đến 020. Tên kinh được gọi là kinh sợ hãi khiếp đảm vì Đức Phật dạy về nỗi sợ hãi của người tu hành trong rừng sâu núi thẳm. Bà La Môn Chanusoni bạch với Đức Phật về sự trợ duyên của Ngài đối với chư tỳ kheo tu hành. Cũng nhân dịp này, vị Bà La Môn nói lên sự khó khăn của những tỳ kheo khi phải sống nơi thanh vắng. Đức Phật xác định cả hai suy tư đó là đúng. Rồi Ngài kể lại kinh nghiệm bản thân sống ở những trú xứ xa vắng trước khi thành đạo. Qua những lời kể này, Đức Phật dạy làm thế nào để được lòng tự tin và chế ngự nỗi sợ hãi. Ngài cũng dạy rằng sống độc cư không dừng ở đó mà còn đi xa hơn, là tận dụng nếp sống này để thành tựu thiền định đạo quả. Ở đoạn cuối, Đức Phật cũng cho biết lý do tại sao trong hiện tại, mặc dù đã là một bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn, Ngài vẫn có thời gian sống độc cư. Câu 17. Sự cảm nhận bắt đầu từ sự cảm thông. Chanusoni là một trong những vị Bà La Môn danh giá ở thành Sawatthi. Vị này thường diện kiến Đức Phật với những câu hỏi tỉ dạo đạo pháp. Nhiều bài kinh trong Tam Tạng Pali ghi lại những pháp thoại Đức Thế Tôn giảng cho Chanusoni. Riêng bài kinh này, kinh sợ hãi khiếp đảm, ghi lại câu chuyện vị Bà La Môn này bày tỏ sự cảm thông đối với những khó khăn mà những tu sĩ mới xuất gia gặp phải. Đức Phật xác nhận
và dạy về nỗi sợ hãi khi tu tập ở nơi thanh vắng độc cư. Những lời Phật dạy khiến cha Nước Sô Ni phát tâm nguyện tam bảo. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sawatthi phá dậy tại trên Bá Quá Ná Kỳ Đà Lâm giường ông Anathapindika cấp cô độc, rồi Đà La Môn cho Nước Sô Ni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, Bà La Môn cho Nước Sô Ni bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin Tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị khích lệ sắc tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sắc tấn cho họ. Và này các vị, chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Tôn giả Gotama thật khó khăn nhận những trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, thật khó khăn trong đời sống diễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó khăn nhận những trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, thật khó khăn đời sống diễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. 018. Kinh nghiệm bản thân của chính Đức Phật. Sợ hãi đúng là phản ứng tự nhiên của tâm lý khi sống trong rừng sâu, nhưng qua lời dạy của Đức Phật thì không phải là không có cách để vượt thắng tâm trạng này. Nội dung chính của bài kinh đề cập đến yếu tố mang lại lòng tự tin và từ đó có khả năng xua tan nỗi sợ hãi. Lòng tự tin đến từ tâm nghiệp thanh tịnh. Này Bà La Môn, xưa kia ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó khăn nhận những trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, thật khó khăn đời sống diễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy những sa môn hay Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du. Này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh như trên, có ý nghiệp không thanh tịnh như trên, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, mạng sống ta thanh tịnh, ta là một trong những vị, ta là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du. Này Bà La Môn, ta tự quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Lòng tự tin vì không có năm triền cái. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này,
ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa dắn, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh, không có tham dục, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quán sát không có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước có tâm sân hận ác ý, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quán sát, ta có từ tâm như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào bị hôn trầm thủy miên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm thủy miên chi phối, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn trầm thủy miên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Ta không có hôn trầm thủy miên, ta là một trong những bậc thánh có hôn trầm thủy miên, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quan sát, ta không có hôn cầm thủy miên như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào dao động, tâm không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Ta không có dao động, tâm được an tịnh, ta là một trong những bậc thánh không có dao động, tâm được an tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quan sát, tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào nghi hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc, do dự, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Ta diệt trừ được do dự, ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được nghi hoặc, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Tự tin vì không có những thói tật hại liệt. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào khen mình, chê người, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước khen mình chê người, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê người, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Ta không có khen mình, không có chê người, ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi vang du. Này bà la môn, ta tự quan sát tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy,
tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào run rẩy, sợ hãi sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run rẩy, sợ hãi, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy, sợ hãi sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông tóc dựng ngược sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta không có lông tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc thánh không có lông tóc dựng ngược như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục, ta là một trong những bậc thánh ít dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta là người ít dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào biến nhát, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biến nhát, kém tinh tấn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biến nhát, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn, ta là một trong những bậc thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta siêng năng, tinh tấn như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta an trú niệm. Ta là một trong những bậc thánh an trú niệm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta quán sát, ta an trú niệm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm, ta là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta thành tựu định tâm như vậy, từ cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Những sa môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, đần độn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu trí tuệ, ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 19. Cách chế ngự sợ hãi của Đức Bồ Tát. Sự tu tập không phải chỉ dừng lại ở khả năng sống ở nơi thanh vắng,
Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các trú xứ hải hùng, long tóc dựng người, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được xác định đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta đến ở tại các trú xứ hải hùng, long tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi. Ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến, này Bà La Môn. Rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây? Chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy, ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đi kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sự nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. Này Bà La Môn, có một số sa môn, Bà La Môn nghĩ rằng ngài giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngài. Như vậy, ta nói rằng những sa môn, Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngài là ngài. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vì hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng ở đời, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì ấy nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sau: là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn không lười biếng, ta an trú chánh niệm không có loạn, thân được khinh an không có dao động, tâm được định tĩnh thiên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục ly các ác pháp, chứng giờ trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho dục sanh, giới tầm giới tứ, diệt tầm diệt tứ. Ta chứng và thú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm, sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước. Ta chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cống nhiễm, không phiền não, nhu duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời.
bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều loại, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh, tự trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thắng tri như thật, đây là khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 020. Lý do Đức Thế Tôn dẫn sống ở những trú xứ thanh vắng sau khi thành đạo. Đức Phật vẫn thường sống ở trú xứ thanh vắng sau khi thành đạo chỉ vì lòng thương tưởng cho đàn hậu tấn. Này Bà La Môn, ông có thể tư tưởng như sau: Nay Sa Môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quán sát hai mục đích mà ta sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Quan Du, tự thấy hiện tại lạc trú,
và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng vì tôn giả là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật chi dự thai tôn giả Gotama, thật chi dự thai tôn giả Gotama. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị văng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kính, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tỳ kheo các bạn. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học bài kinh sợ hãi khiếp đảm, phá giá về các quá. Thì như chúng ta để đi khúc tính khoa kỳ không biết lại nghe phần dẫn và chấn văn của bài kinh này, thì thật sự nếu mà mình tóm tắt lại bài này đó, thì Đức Phật đã thuyết tại chùa Kỳ Viên với bà Lâm Ý bài kinh quý vị nghe, quý vị nghe rõ không? Cái bài kinh sợ hãi khiếp đảm này đó, thì Đức Phật thuyết tại chùa Kỳ Viên và thuyết cho Bà La Môn Chanusoni, Chanusoni nghe. Thì ở trong cái bài kinh này đó, cái vị Bà La Môn đó hỏi Đức Phật rằng là đối với những cái vị tỳ kheo sống ở trong rừng, các vị tỳ kheo sống ở trong rừng phải nhờ cái phần trợ duyên của Đức Phật, và trong khi mà sống ở trong cái khu rừng đó, thì cái sự kinh sợ và khiếp đảm nó sẽ diễn ra, phải không? Thì Đức Phật ngài đã xác định cái điều mà ông Bà La Môn nói đó là đúng đó. Vậy thì lúc đó
Thì quý vị thấy rằng Đức Phật mới bắt đầu thuyết giảng cho ông Bà La Môn Chanusumi này nghe về cái sự kiện mà những cái vị tỳ kheo mà ở trong một cái khu rừng, cái nơi đó đó nó có nhiều cái có nhiều cái nỗi sợ hãi cho các vị tỳ kheo khi mà tu tập ở một cái nơi thanh vắng. Thì ở chỗ này đó, quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, chúng ta đi dã ngoại hoặc là chúng ta đi tham quan ở đâu đó, một cái nơi nào mà lạ đó, thì quý vị thấy rằng nó không phải là những cái khu rừng rậm, nhưng mà nó chỉ có một chút núi đồi thôi, hoặc là đồng ruộng mà nó tối mà nó vắng thôi, là chúng ta đã đủ cái sự sợ hãi, sợ hãi nó khởi lên rồi. Có nghĩa là lúc đó chúng ta sợ đủ thứ chuyện hết, mũi mồng rắn rít rồi bệnh hoạn rồi phi nhân, nói chung là thể mà cái tâm của chúng ta mà nghĩ đến cái gì là chúng ta sẽ sợ cái đó. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, là cái nguyên nhân tại sao mình sợ, cái nguyên nhân mà tại sao mình sợ, tại vì chưa có chứng được thiền định, chưa có chứng được thiền định, chưa có chứng đắc được đạo quả. Thành ra đó lúc đó chúng ta sợ hãi. Mà tại sao mà chúng ta không có chứng đắc được, là do những cái truyền cái, những cái truyền cái chúng ta không có đè nén, hoặc là chúng ta không có tu tập để mà chúng ta đoạn trừ được những cái truyền cái. Mà những cái truyền cái đó là tại sao mà nó khởi lên, là do thân khẩu ý và những cái phiền não, những cái tập nhiễm của chúng ta, của những cái vị mà sống ở trong rừng núi mà chưa có đoạn trừ được. Thành ra đó là quý vị thấy rằng đó là cái sự sợ hãi nó xảy lên đó. Thì thường thường mình cứ giả dụ như là mình bây giờ mình tìm một cái ngôi nhà trống nào đó, cũng như ở ngay chỗ chùa chúng tôi á, có một cái bờ sông, nó cũng không có quá rộng, nó không có quá rộng lớn, mà nó cũng không có quá nhỏ quý vị. Mà nếu mà tối giờ này đó mà đi xuống dưới đó ở đó, thì cũng có đủ cái sự sợ hãi nó khởi lên rồi. Có nghĩa là ở dưới đó đó, khi mà mình ở đó, có lúc đó, mình sẽ sợ những cái côn trùng, hoặc là có lúc mình sẽ sợ rắn rít. Rồi có những người á, thì người ta lại sợ những cái loài phi nhân này kia vân vân. Thành ra đó, chúng tôi như hồi nãy chúng tôi nói rằng cái tâm của mình á, mà nó có cái khuynh hướng nào á, thì cái sợ hãi nó sẽ khởi lên. Chứ không phải là tất cả ai cũng đều sợ côn trùng rắn rít. Có người sợ cái này, có người sợ cái kia. Nhưng mà ở đây á, cái mấu chốt ở đây đó là chúng ta đó, chúng ta tìm hiểu, nhưng chúng ta tìm hiểu là tại sao chúng ta sợ. Cái điều đó, đó nó là cực kỳ quan trọng. Nó thường thường quý vị thấy rằng ở trong cái lời của Đức Phật dạy chúng ta là có một cái điều hay là chúng ta tìm cái nhân, chúng ta sẽ tìm cái nhân, giống như là khi mà một cái con cọp hay là con sư tử á, khi mà nó bị người ta bắn thì nó sẽ tìm cái chỗ xuất phát ra cái mũi tên đó để mà nó lao tới ở đó. Nó còn đối với những cái loài khác á, thì nó lại tìm cái mũi tên, cũng giống như là những cái người ngoại đạo á, thì coi như là thấy một cái sự kiện gì đó, họ chỉ tìm những cái gì đó ở bên ngoài đó. Còn ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta tìm những cái nơi, tìm những cái nguyên nhân để mà chúng ta biết được chúng ta biết được là do cái nhân nào mà chúng ta bị cái sự mà sợ hãi hoặc là cái sự khiếp đảm nó khởi lên. Vậy thì lúc đó Đức Phật đã kể lại trong cái thời xưa mà khi mà Ngài chưa có giác ngộ, Ngài cũng sống ở trong rừng già,
mà ngày sống quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đọc lại cái lịch sử của Đức Phật đó, là quý vị thấy rằng Đức Phật sống ở trong đường già một thời gian cũng khá lâu, là 6 năm ở trong sống ở trong cái khu rừng đó. Nhưng mà lúc đó cái điều đó quý vị thấy rằng mình bây giờ mình ngồi nhớ là cái lịch sử, mình thấy rằng là không có nói về lúc đó mà Bồ Tát mà có cái sự sợ hãi, không có cái sự mà bỏ chạy từ ở trong khu rừng đó mà bỏ chạy về lại. Ngài quyết tâm tìm cái con đường giải thoát, tìm cái con đường giải thoát. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta hình dung lại cái lịch sử đó coi, chúng ta thấy rằng là lúc đó là Đức Bồ Tát của chúng ta đó quyết lòng tìm đạo, quyết lòng tìm đạo, chứ không có nghĩ đến cái sự mà trở về với làng mạc, hoặc là trở về với hoàng cung hoặc là thành thị. Đức Bồ Tát của chúng ta không có cái đó. Đó, thành ra bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thuyết giảng lại, kể lại cho bà La Môn nghe là những cái vị Sa Môn, bà La Môn nào đó nếu mà thân nghiệp không có thanh tịnh thì khi đó sống ở những cái chốn xứ xa vắng, rừng núi hoang vu, thì do cái thân nghiệp không có thanh tịnh, thành ra nó khiến cho cái vị đó sẽ có cái sự mà sợ hãi, khiếp đảm, những cái bất thiện pháp nó sẽ khởi lên. Thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà thân của chúng ta mà tạo những cái điều mà ác đi, những cái ác nghiệp đi, ví dụ như thân của chúng ta mà sát sanh, hay là trộm cắp, vân vân, hoặc là chúng ta tà dâm vân vân, nói chung là khi mà thân mà mình mà tạo những cái ác pháp rồi đó, thì mình sống, dù cho mình sống ở hoàng cung mình cũng sợ, chứ đừng có nói là ở trong cái khu rừng. Mà ở nếu mà một người mà phạm vào cái thân nghiệp đó, thì chúng ta đó ở trong cái khu rừng đó, chúng ta sẽ có cái sự sợ hãi nó càng gấp bội phần, nó càng gấp bội phần nữa đó. Rồi Đức Phật nói là cái người đó, cái vị đó, mà kinh đảm, cái sự sợ hãi khiếp đảm mà nó khởi lên do cái vị đó có thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện đó. Còn đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, là lúc đó, là tại sao quý vị, tại sao mà ngài không có cái sự sợ hãi đó? Do ngài không có thân nghiệp bất thiện, ngài không có khẩu nghiệp bất thiện, ngài không có ý nghiệp bất thiện, mà ngược lại đó, ngài còn có cái tâm từ nữa quý vị, hoặc là ngài còn có cái sự chánh mạng nữa. Thường thường á, ví dụ như quý vị thấy rằng mình không có sát sanh là một chuyện, nhưng mà mình có cái tâm từ, có cái tâm bi, nó sẽ tăng gấp bội phần nữa. Có nghĩa là bây giờ đó mình không có sát sanh là do thí dụ như do đâu, do có nhiều khi mình sợ, mình sợ cái quả báo, hoặc là mình sợ bị tù đầy, hoặc là mình sợ bị đờ chê trách đồ vân vân. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, ngài không có cái sự khiếp đảm và sợ hãi đó, là tại sao? Chẳng những ngài không có những cái thân nghiệp bất thiện đó, chẳng những ngài không có những cái nghiệp sát sanh đó, mà ngược lại ngài còn có cái sự thương tưởng những cái chúng sanh, ngài thương tưởng những cái loài thú, hoặc là đất, đối với tất cả những cái chúng sanh hữu tình, ngài đều có cái sự, có cái tâm từ tâm bi, hoặc là ngài sống luôn luôn ngài với một cái tâm tư mát mẻ ngài đó. Đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải học. Có nhiều người á, thì quý vị thấy rằng người ta nghĩ rằng là miễn sao thân khẩu ý của tôi không có bị phạm vô thập ác nghiệp là được rồi đó. Nhưng mà như vậy chưa đủ, như vậy chưa đủ để mà chúng ta răn đe được cái nỗi mà sợ hãi. Chúng ta thật sự ra đó, chúng ta có cái tâm từ, chúng ta càng có cái tâm từ đó thì cái nỗi mà sợ hãi đó nó sẽ càng được xua tan. Thật ra đó quý vị thấy rằng cái này chúng tôi nói không phải là chúng tôi phe. Có nhiều đêm đó, quý vị biết rằng từ ngày mà Hòa Thượng Ân Sư mà mất đi rồi, viên tịch đi rồi đó, quý vị có biết rằng có những đêm đó, chúng tôi vẫn đi kinh hành xung quanh ở cái ngôi chùa,
11, 12 giờ chúng tôi cũng đi tới đi lui. Có nhiều người người ta hỏi chúng tôi là không có sợ trộm cướp nó tấn công hay sao, rồi không có sợ cũng như là đêm khuya gì mà mình dám đi ở bên ngoài, mình không có sợ hay sao? Thì lúc đó chúng tôi nói, chúng tôi chỉ cười thôi và không có nói gì. Nhưng mà thật sự trong tâm của chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng là thật ra đó mình cũng không có sợ về những cái điều đó. Không phải là mình, không phải là mình là một cái, mình là không phải trong cái lúc đó mình có cái sự gan dạ gì hết, hoặc là mình cứng cỏi gì hết. Nhưng mà do mình đang suy tư, mình đang suy tư về cái cuộc tu này của mình. Sau khi hòa thượng mà mất rồi đó, viên tịch rồi đó, bây giờ mình phải làm gì? Tại vì do mình tập trung vào, mình tập trung vào cái sự suy nghĩ mà mình suy tư, mình muốn cái đời sống tu tập mình nên tiếp tục mà mình làm những cái công đức, hay là mình lui vào một cái chỗ nào đó để mà mình tu tập vân vân. Nói chung là do mình lo làm suy nghĩ về cái sự tu tập, thành ra mình không có nghĩ đến cái chuyện mà ví dụ như là trộm cướp ở bên ngoài vân vân đó. Thành ra cái lúc đó đó quý vị thấy rằng sau khi mà đi tới đi lui rồi suy tư một hồi nó mệt, hoặc là nó thời gian nó khuya rồi, thì mình quay trở vào ở trong phòng của mình để mà mình nghỉ thôi. Chứ mình do mình không có đề cập đến những cái vấn đề đó nên mình không có sợ. Còn quý vị biết rằng là có những cái lúc á, cái tâm tư mình nó lệch lạc, tâm tư mình nó lệch lạc. Ví dụ như tự nhiên mình đang đi, mình ngang đang đi kinh hành như vậy đó, mình thấy một cái bóng dáng gì đó, hãy mà mình nghĩ đến 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 phi nhân á, thì mình cũng sợ. Hãy mà mình nghĩ đến trộm cướp á, thì mình lại có cái tâm phòng thủ, mình có cái tâm mình phòng thủ, thì cái tâm phòng thủ của mình là mình sợ rồi, quý vị, mình sợ rồi. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đoạn kinh này đó, khi mà mình đọc đi đọc lại đó, mình thấy á, chẳng những á, Đức Bồ Tát của chúng ta đó mà không có những cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện đó, mà ngoài cái chuyện đó ra đó, mà Đức Bồ Tát của chúng ta Ngài còn có cái tâm từ tâm bi, có nghĩa là Ngài có cái tâm mát mẻ, cái tâm mà thương tưởng đến cái những cái loài chúng sanh hữu tình, dù cho cái loài đó là cái loài gì, Ngài cũng đều có cái tâm mà thương tưởng. Thành ra đó, Ngài không có bị cái sự mà sợ hãi khiếp đảm đó nó khởi lên đó. Rồi tiếp theo đó là Đức Phật nói rằng là do những cái vị mà sống ở trong rừng núi đó bị tham dục chi phối, có nghĩa là bị cái dục dục cái đó quý vị, dục truyền cái hoặc là dục cái, có nghĩa là do cái tâm của mình nhiều khi mình tham đắm với một cái chuyện gì đó, một cái cảnh sắc, một cái cảnh thinh, hoặc là mình tham đắm với một cái hình bóng, hoặc là một cái điều gì đó. Mà ở trong cái bài kinh này nói rằng là cái sự tham dục có cái ái dục cường liệt, có nghĩa là do cái tâm tham ái của mình mình chưa có đè nén, mình chưa có đoạn trừ được, thành ra đó lúc đó đó là cái sợ hãi khiếp đảm nó sẽ khởi lên đó. Còn đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó là coi như là sống ở trong rừng núi mà không có bị những cái dục tham đó, không có bị những cái sự tham đắm đó mà nó chế ngự ở trong tâm. Thành ra chính vì vậy mà Bồ Tát của chúng ta có một cái tâm ly dục để mà sống ở trong rừng núi, thì lúc đó tâm của Bồ Tát của chúng ta không có khởi lên những cái sự sợ hãi khiếp đảm đó. Rồi cái thứ hai nữa, cái nguyên nhân thứ hai nữa là những cái vị mà sống ở trong rừng núi đó mà có cái tâm sân hận ác ý, có cái tâm sân hận ác ý, quý vị thấy rằng thật sự ra nhiều lúc mình tu tập, nhiều lúc mình tu tập đó, thì mình không có kiểm nghiệm lại, mình không có kiểm nghiệm lại ở trong
ở trong tâm của mình, ở trong tâm của mình coi mình cái sự sân hận của mình á, thì thật sự ra mình chưa có chứng đắc được thiền định, mình chưa có chứng đắc được một cái quả vị thánh nào hết, một cái tầng thánh nào hết. Thành ra chắc chắn rằng ở trong tâm của mình nó có sân, nó còn sân hận. Nhưng mà chúng ta có đè nén được hay không, hoặc là chúng ta có kiềm hãm lại được hay không, hoặc là chúng ta có làm cho nó giảm bớt lại được hay không, thì cái điều đó, đó là một cái vị mà có quán xét lại ở trong cái tâm của mình. Cũng như thật sự những cái điều này đó là do đâu mình có được những cái kinh nghiệm này quý vị? Do chúng ta tu tập mà chúng ta gần những người mà có tâm từ. Chúng tôi thật sự ra đó chúng tôi rất là nhớ những cái hình ảnh của những vị, những cái vị sư, những nói chung là những cái vị trưởng lão, khi mà các ngài có cái kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống này, ngay cả mà quý vị biết rằng chúng tôi nhớ đến phải nói ra ở đây đó, cũng như là chúng tôi nhớ đến cái những cái ngày tháng mà khi mà hòa thượng ân sư đó, có nghĩa là sư trưởng đó quý vị, còn ở trong chùa đó, có nhiều người đó, người ta lên người ta nói với hòa thượng đó, tại sao mà không la cái vị đó, cái vị đó không quét sân, cái vị đó là không chịu làm cái này làm cái kia đó. Thì lúc đó đó quý vị biết sư trưởng nói rằng thì cái vị đó không quét thì cái vị đó không có phước, rồi cái vị đó làm như vậy đó thì mọi người người ta vào, người ta vô chùa thì người ta thấy như vậy đó, thì người ta không có quan hỷ, cái người đó thì không có uy tín thôi, chứ làm gì mà đuổi người ta, làm gì mà đuổi người ta. Thì thật sự ra đó có nhiều người người ta đưa ra cái ý kiến đó, vậy thì nếu mà mình không có la đó thì riết rồi vị nào cũng giống như vậy hết, rồi còn một cái tập thể thì quý vị thấy rằng người ta đưa ra ý kiến vậy á, nó cũng đúng, nhưng mà thật sự ra mình theo ở trong luật chúng làm cái sự ta là có vi tiêu mình, chúng có những việc lúc đó ngày nhị ngày thời gian dạ trời ơi thiệt cái mạng này quý vị biết rằng con mắt dạ con mắt của chúng tôi là mới vừa mổ một con mắt là mổ cườm nước đó quý vị, là nó già mà nó nhầy như sữa vậy đó. Rồi khi mà mổ xong bác sĩ là khuyên chúng tôi là phải nghỉ ít nhất là 3 tuần lễ, mà quý vị biết cái cuộc đời tu này thà không biết mấy vị gì thôi, thà mình không biết giảng thì thôi, rồi thà không biết mấy vị trên bên thoát thôi, chứ nằm ngồi mình vòng vòng á thì cảm thấy, thứ nhất là mình cảm thấy mình rất là có lỗi với các vị sư, các vị thầy giáo thọ mình đã dạy học mình rồi, mà mình đi tới đi lui mà nó nói chung là nó không có cái sự cống hiến đó. Thành ra chúng tôi rất là ái náy, bác sĩ kêu chúng tôi nghỉ 3 tuần lễ nhưng mà chúng tôi rất là ái náy, vì mà
chứ rồi ráng cố gắng giảng mà bây giờ bị cái đường nét nó bị trục trặc như vậy thì làm cho nó cũng cũng hơi hơi căng, nhưng mà thôi chuyện đó kệ, chúng ta ráng ha, quý vị cũng hoan hỷ, quý vị cũng hoan hỷ. Và chúng tôi đang nói về cái tâm sân đó, cái tâm sân đó quý vị, thật sự ra đó là chúng tôi mang ơn những vị hòa thượng vô cùng. Những cái năm tháng mà sống gần với các vị hòa thượng đó, là chúng tôi mới biết, là tôi mới biết hòa thượng. Hòa thượng nói có nhiều, nhiều lúc á, hòa thượng là tự nhiên kêu chúng tôi lên, là hòa thượng dạy là đời phụ mình không phụ đời, người phụ mình không phụ người. Rồi hòa thượng nói cái đó là cái đó đó là cái kinh nghiệm, là cái kinh nghiệm của hòa thượng. Còn ở trong kinh á, thì Đức Phật dạy á, cái vị tỳ kheo đó bị người ta chế nhạo đó, mình không có chế nhạo lại. Cái vị tỳ kheo á bị người ta nói nặng á, là mình không có nói nặng lại. Cái vị tỳ kheo đó mà bị người ta đánh á, thì mình không có đánh lại. Đó thì thật sự ra những cái lời dạy đó, đó trong những ngày đó, đó chúng tôi nghe thì thật sự ra đó mình chưa có thẩm thấu được, mình chưa có như là mình không hiểu, nói chung là mình không hiểu, mình nghĩ rằng cái thời buổi này mình đang sống bình thường vậy chứ đâu có gì đâu, mà đâu có ai phụ ai, đời phụ mình phụ đời, ha, là người phụ mình phụ người, hoặc là đâu có ai mà phỉ báng gì mình đâu. Thì thật sự ra cái lời nói đó, cái lời dạy đó đó chúng tôi vẫn ghi nhớ, nhưng mà chúng tôi cũng như là có nghĩa là chưa có gặp cảnh bị, nhưng mà dần dần đúng, dần dần về sau này đúng, dần dần về sau này đó là coi như là mình thấy nó diễn ra rất là nhiều. Quý vị có lần đó, quý vị biết không, tự nhiên sư đang bận giảng bài. Dạ, quý vị còn nghe lại âm thanh của chúng tôi. Dạ, quý vị biết, dạ cảm ơn quý vị. Quý vị biết có lần đó, rất là ngộ quý vị, trong cái năm đó thì các vị sư ở trong chùa tự nhiên rủ nhau đi qua bên có một cái năm đó đó, các vị sư ở trong chùa đó tự nhiên rủ nhau đi qua bên Miến Điện nhập hạ hết, chỉ còn lại chúng tôi với các vị sư mà già già, các vị sư lớn tuổi, các vị sư già già đó. Thì lúc đó đó quý vị biết rằng trong cái mùa hạ đó đó, không biết mắc mớ gì mà các vị sư trẻ đó thì đi hết trơn rồi, còn những vị sư già thì lúc đó ở trong chùa đó, nó có rất là nhiều cái việc cần. Thành ra lúc đó quý vị biết một mình chúng tôi mà phải đi tụng kinh sáng, tụng kinh trưa, tụng kinh chiều, tụng kinh tối, đến nỗi mà riết mà chúng tôi ngán ngẩm luôn đó. Thì lúc đó đó các vị đó, đó thì ở bên Miến Điện chuẩn bị về tới thì quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi chưa, ở trong tâm của chúng tôi nói nha, các vị này đi về đây đó mà bài cái này bài cái kia đó, có nghĩa là nói ở bên Miến Điện người ta thực hiện dày, ở bên đất nước Myanmar người ta có cái cách bố tát, có cái cách làm lễ vậy này kia đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ cũng như là sẽ giận, sẽ la, sẽ giận sẽ la quý vị. Chúng tôi nghĩ ở trong tâm vậy thôi, chúng tôi nghĩ trong tâm vậy thôi, có nghĩa là đi đâu về cũng như là có nghĩa là mình không có phụ ở trong chùa, mà bây giờ mình đi đâu về chỗ đã rồi mình bày ra là ở cái xứ này làm gì, cái xứ này tu gì đúng, cái xứ kia tu gì sai rồi này kia. Nếu mà về bài như vậy á, là chúng tôi sẽ như là chúng tôi sẽ phản đối liền đó. Đó thì ở trong tâm của chúng tôi nghĩ vậy đó. Quý vị biết tối chúng tôi nghĩ vậy đó, sáng cái hòa thượng kêu lên. Hòa thượng nói sư pháp tính mấy vị mà người ta đi Miến Điện người ta hành thiền về đó,
ít nhiều gì cái tâm của người ta đó, cái tâm người ta cũng mát mẻ hơn, mát mẻ hơn mình ở bên đây. Thành ra mình phải khéo, phải khéo, chứ không thôi á, là mất công, mà mất công nó mang nghiệp. Không khéo đó là mình sẽ bị mang nghiệp. Chúng tôi giật mình quý vị, chúng tôi giật mình, chúng tôi nói trời trời, mình đâu có nói cái gì cho ai nghe đâu, trong tâm mình suy nghĩ, ví dụ như mình buồn mình suy nghĩ như vậy thôi, mình buồn mình suy nghĩ như vậy thôi quý vị, chứ mình chưa có nói gì cho ai nghe hết. Thật sự ra chúng tôi lúc đó chúng tôi kiểm lại ở trong tâm của mình á, mình không có nói gì cho ai nghe hết, mà tại sao mà hòa thượng kêu mình lên nói như vậy. Thành ra chúng tôi kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện này. Thật sự ra đó, phải nói rằng là đối với những vị trưởng lão đó, khi mà sống lâu ở trong cái cuộc tu này đó, và thường thường mà coi về kinh điển, rồi sống chìm mình vào trong cái đời sống tu tập đó, thì hình như là các vị nhìn, các vị nhìn cái cử chỉ, nhìn cái lời nói của mình hàng ngày, các vị hiểu được, các vị hiểu được cái tâm tư mình như thế nào. Thành ra đó, lúc đó quý vị biết rằng các vị hòa thượng đó, luôn luôn khuyên mình ở trong cái tư thế có cái tâm quan hỷ, hoặc là ở trong cái tư thế mà có cái tâm từ, có cái tâm bi, luôn luôn sẵn sàng. Chúng tôi nhớ những cái ngày mà đi chung với hòa thượng đó, khi mà bước lên xe đó, hòa thượng chỉ chúng tôi nguyện mong rằng đừng có chúng sanh nào bị đau khổ với cái sự lăn chuyển của cái chuyến xe này. Có nghĩa là mình tu tập về tâm từ, mình tu tập về tâm từ, mình ngồi lên chiếc xe mà người ta chở mình đi đó, là ở trong tâm của mình đã nghĩ đến rồi, mong rằng đừng có những cái chúng sanh nào mà bị đau khổ vì cái sự lăn chuyển của chuyến xe này đó. Thì phải nói rằng những cái lời dạy đó thì không phải là ở trên cái lớp học, không phải là ở trên cái lớp học, mà chúng tôi được học khi mà được gần, được gần có dịp này dịp kia, được gần thành ra được dạy những cái đó. Thì bây giờ chúng tôi nghĩ là thật sự những cái kinh nghiệm đó nó rất là quý quý vị. Bây giờ mình nhớ những cái lời dạy đó, giống là mình mình có cái sự hối, phải lúc đó ở gần quý nhiều hơn. Theo cái đó, hôn trầm thì mối với trong cái chuẩn bị cửa gió. Mới vừa giảng về cái tâm sân và vô sân. Sân mà không có sân. Mà gặp cái trường hợp gì riết cũng phải ráng nở nụ cười. Và đến cái thứ ba đó là hôn trầm và thị miên. Quý vị thấy rằng cái con người của chúng ta đó, nó chỉ cần mà bị trục trặc về chất đất nước lửa gió ở trong cái tứ đại của chúng ta đó, mà cái gì mà nó chổi hơn nó nhiều á, thì nó cũng dẫn đến hoặc là nhiều khi tâm tư của chúng ta lúc đó đó chúng ta cũng có cái buồn vu vơ cái gì đó, cái điều gì đó, hoặc là chúng ta chán nản một cái gì đó, nó cũng dễ dẫn đến hôn trầm thị miên đó. Mà cái hôn trầm thị miên này đó là coi như là do đâu quý vị, do chúng ta không có biết, chúng ta không có biết cái pháp, cái cách để mà chúng ta đối trị. Ở trong những cái bài kinh như là Thất Giác Chi hoặc là Năm Truyền Cái, những cái đoạn kinh khác đó,
Quý vị thấy, hoặc là trong cái trường hợp của các vị tỳ kheo thờ Đức Phật, hoặc là ngày Mục Kiền Liên, Đức Phật cũng dạy cho những cái pháp để mà diệt trừ hôn trầm thủy miên. Nếu mà mình bị hôn trầm thủy miên á, mình phải so cái, lấy hai tay mình so lên mặt, hoặc là mình giật cái lỗ tai của mình, hoặc là mình đi rửa mặt, hoặc là mình ngước lên mình nhìn ánh sáng vân vân, mình tránh những cái nơi mà tối u ám đồ này kia đó, thì cái đó là chúng ta để chúng ta đối trị lại hôn trầm thủy miên. Nhưng mà ở đây á, là nói về cái điều gì? Nói về là tại sao mà cái sự sợ hãi khiếp đảm nó khởi lên, là do cái người đó bị hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên nó cũng làm cho khiếp đảm sợ hãi nó khởi lên nữa đó. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát thì không có. Đức Bồ Tát khi đó nó chưa phải là bậc thánh, nhưng mà ngài không có hôn trầm thủy miên là do đâu quý vị? Do cái tâm của Đức Bồ Tát chúng ta là lo đi tìm đạo, lo đi hành đạo, lo đi tìm đạo, không có bị cái sự thối lui đó, thành ra nó chống lại, nó chống lại được, nó chống cự với hôn trầm thủy miên. Phải nói rằng lúc đó giống như là hôn trầm thủy miên nó không có chỗ để nó đứng, nó không có chỗ để mà nó xen vô. Có những lúc á, quý vị thấy rằng á, chúng ta chú tâm, chúng ta hăng hái, chúng ta làm một cái điều gì đó, thì lúc đó mình không có bị buồn ngủ, không có bị mệt mỏi đó. Đó, thành ra đối với những vị mà có cái sự mà sợ hãi khiếp đảm nó khởi lên là do có hôn trầm thủy miên. Mà Đức Bồ Tát của chúng ta là không có cái điều sợ hãi đó, là do không có hôn trầm thủy miên đó. Rồi á, cái tâm mà không có an tịnh, cái tâm mà không có an tịnh có nghĩa là cái vị đó, cái vị đó tại sao mà có cái sự sợ hãi khiếp đảm khởi lên, do cái vị đó bị cái tâm mà trạo hối cái, trạo hối cái có nghĩa là cái vị này bị dao động mà nó không có an tịnh. Nhiều khi ở trong tâm của mình nghĩ về cái chuyện gì đó mình hối tiếc, hoặc là mình nghĩ về cái chuyện gì đó mình dao động, mình sợ sệt, nó đủ thứ chuyện nó xảy ra, do vậy mà sự sợ hãi khiếp đảm nó khởi lên. Còn đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, là coi như là không có những cái điều đó, không có những cái điều đó. Tại vì Đức Bồ Tát của chúng ta đó, quý vị thấy rằng Đức Bồ Tát của chúng ta là luôn luôn có cái sự quan sát ở trong tâm, luôn luôn có cái sự quan sát ở trong tâm, thành ra đó là Đức Bồ Tát của chúng ta không có bị những cái điều này chi phối. Rồi Đức Bồ Tát của chúng ta đó là không có cái sự do dự, có nghĩa là hoài nghi đó, hoài nghi, không có cái sự do dự, thành ra không có những cái sự sợ hãi nó khởi lên. Còn đối với những cái vị mà còn phàm phu mà chưa có chứng thiền, chưa có chứng được thiền định, chưa có, nói chung là chưa có chứng được cái gì hết, mà cái sự sợ hãi nó khởi lên, thì trong cái trường hợp đó có cái trường hợp là do cái nghi hoặc, có nghĩa là do cái hoài nghi nó khởi lên, thành ra cái sự khiếp đảm sợ hãi nó khởi lên. Thì đó là cái năm cái truyền cài. Rồi còn thêm những cái pháp khác nữa, có nghĩa là cái vị đó có cái sự khen mình, chê người, nhiều khi nghĩ rằng là mình là dơ trong sạch hơn mọi người, hoặc là mình có một cái gì đó mình như là mình tự mình tôn vinh mình lên, còn đối với cái người khác đó mình cứ chê người ta. Thì những cái phiền não này á, có nhiều khi á, mình cho nó là nhỏ quý vị, mình cho nó là nhỏ, nhưng mà thật sự ra đó, con người mình nó ngộ lắm. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta đã lược hết rồi, thí dụ như đối với tham dục sân hận rồi hoài hôn trầm thị miên đồ này kia, mình thấy nó không có rồi, nó sẽ đến những cái phiền não này, nó đến những cái phiền não này nó xảy lên, nó sẽ sanh lên. Cũng như thật sự ra quý vị, nhiều khi mình ngồi mình hành thiền, mình không bị chi phối dạ xin nghe bác.
Dạ, mắt sư, tại vì mấy bữa nay mưa, sư không có đi ra ngoài được các bác. Dạ, sư có đọc được tin nhắn rồi mà sư chưa đi ra ngoài được. Mưa nó sợ nước nó rớt vô mắt. Dạ, dạ. Dạ, dạ, nó cũng ổn rồi bác. Dạ, dạ. Dạ, cũng tốt rồi bác. Dạ, 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 dạ. Rồi, có gì sư sư gặp lại bác nha, sư đang giảng. Dạ, 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 cảm ơn bác nha. Dạ, à, xin lỗi quý vị. Ở đây chúng tôi nói tiếp theo cái vấn đề. Ở đây á, cái khi mà mình tu tập á, mình tu tập mình đừng có nói là ở trong những cái trú xứ như rừng núi, những cái trú xứ như thành thị phòng ốc đồ nè. Quý vị thấy rằng nhiều khi mình tu tập á, những cái phiền não thô á, khi mà nó không có nữa, thí dụ như bây giờ mình tu tập mình không có bị tham nó chi phối, mình không có bị sân nó chi phối, nói chung là không phải là mình dứt trừ hoặc là mình đè nén được. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là có khi những cái phiền não đó nó không có khởi lên, nhưng mà tự nhiên là mình sẽ có cái phiền, những cái phiền não mà khen mình chê người nó khởi lên. Là quý vị, chúng tôi gặp thật sự ra đối với bản thân mình cũng vậy, và những người khác cũng vậy. Có nhiều người đó quý vị thấy không, tôi không có học đâu, tôi theo pháp hành tôi bây giờ là tôi quyết là tôi hành coi như là không có muốn vô bào thai nữa, tôi muốn ngay trong kiếp này, ngay trong kiếp này là tôi coi như là vĩnh biệt luôn, chứng đắc đạo quả luôn, là đi luôn đó. Thì thật sự ra đó, thật sự ra đó quý vị thấy, khi mà mình nói lên á, mình nói lên cái câu đầu tiên á, là coi như là khen mình chê người rồi, nhưng mà nó rất là tiềm ẩn, nhiều khi mình không có thấy. Ôi tôi không có, tôi không, bây giờ tôi không có học đâu, mà tôi có được thân người này là quý rồi, ra gặp được pháp hành rồi, giờ tôi lo coi như là tôi chuyên tâm để mà hành đạo luôn, để mà chấm dứt sanh tử luân hồi luôn. Thì quý vị thấy không, cái ở trong cái câu nói đó nó ở trong câu nói đó thật sự ra đó là có cái sự khen mình chê người mà mình không biết, nó vi tế lắm, mà phải nói là nó tinh vi lắm quý vị, nó tinh vi lắm, nó vi tế mà nó tinh vi lắm. Nhiều khi chúng ta phải có cái sự mà suy xét kỹ lại kìa, thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới thấy được. Thật sự ra đó, ở trong cái bài kinh này đó, khi mà chúng tôi đọc đó, chúng tôi cảm nhận được, mình rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm mà được đọc từ ở trong cái bài kinh này. Thậm chí mà quý vị biết, khi mà đối với một vị á, một cái vị tỳ khu á, mà khi mà gặp một cái vị lớn hạ hơn mình á, mà không chào, không chào, không có cái sự mà cung kính, không có cái sự đảnh lễ đó quý vị, thì những cái vị đó, đó mà vô hành thiền á, những cái phiền não kia đó mà trừ diệt được, cũng như là mình nói tạm thời trừ diệt đi, thì tự nhiên cái lúc đó cái phiền não này nó khởi lên liền, cái phiền não này nó sẽ khởi lên liền, nó sẽ khởi lên, nó thấy là một á, là mình có cái sự mà nó hơi hối tiếc, hơi hối hận hồi nãy mình không có cung kính cái vị đó, cái điều đó là nó có cái sự, một là nó hối tiếc, hai á là nó sẽ tự nhiên nó trỗi lên ở trong tâm là mình cao thượng hơn cái vị kia. Tôi mới tu vậy chứ, tôi là giữ giới trong sạch, tôi mới tu vậy chứ, là tôi có cái sự mà cao hơn. Thật sự ra đó, cái điều này nó sẽ khởi lên ở trong tâm, cái điều này nó sẽ khởi lên ở trong tâm của một cái người tu tập, của một cái người hành thiền. Thí dụ như nếu mình lúc đó cái đối tượng mình không có cái đối tượng mà mình thí dụ như là mình không có cái đối tượng để mà tham dục mình sanh lên, hoặc là mình không có cái đối tượng để mà mình bị sân nó sanh lên, lúc đó mình không có bị hoài nghi nó chi phối, hoặc là hôn trầm thị miên nó chi phối, hoặc là mình không có bị những cái phiền não thô đó, thì tự nhiên ở trong tâm mình bây giờ nó khởi lên là coi như là bây giờ mình nhớ lại hồi lúc đó mình đi vô ở trong cái chú xứ đó, mình gặp một cái vị sư đó mà
mình không có đảnh lễ, mình không có chào, mình không có chào, mình không có đảnh lễ gì hết, thì chúng tôi bảo đảm nếu mà cái vị đó đó khi mà đi hành thiền đó, cái vị đó mà đi hành thiền đó mà những cái phiền não thô á mà nó không có khởi lên á, thì lúc bấy giờ đó những cái phiền não này nó sẽ khởi lên. Một là nó sẽ làm cho cái tâm của cái vị đó cảm thấy là tại sao hồi nãy mình gặp cái vị đó mình không đảnh lễ, tại sao mà hồi nãy mình gặp cái vị đó lớn hơn mình không đảnh lễ. Một á là lúc đó mình sẽ hối tiếc, phải chi mà ít nhiều gì người ta cũng đã từng tu tập trước mình rồi, người ta cũng đã từng chịu đựng những cái năm tháng ở trong cái thiền viện này, ở những cái năm tháng ở trong cái ngôi chùa này, dù cho người ta là một cái người mà mở cửa hay là đóng cửa chùa thì cũng có công đức nhờ có những người đó rồi ngày hôm nay mình đi vô đây mình mới có được cái cơ hội mà thảnh thơi mà ngồi liêm diêm để mà hành thiền. Tại sao mà mình phủ nhận những cái công đức của người ta như vậy, mình không có một cái sự xá chào hoặc là không có một cái sự gật đầu. Ngày xưa những vị bà la môn gặp Đức Phật hoặc là gặp các vị sư còn dở nón hoặc là còn đưa cây gậy lên, cũng như là có một cái tín hiệu gì mà người ta chào nhau. Còn mình người tu như người tu mà mình tại sao mà mình không có cái sự chào, thì ở trong tâm mình lúc đó cái phiền não đó nó sẽ khởi lên liền. Cái phiền não nó khởi lên, một là phiền não mà nó có cái sự hối tiếc là nó khởi lên, hai là lúc đó cái tâm mà khen mình chê người hoặc là cái tâm ngã mạn mình nó sẽ khởi lên. Tự nhiên mình nhớ lại cái trường hợp hồi sáng mình như vậy mình không chào ông ta, thì lúc đó mình sẽ biện minh ở trong tâm mình chắc thôi cái vị đó tu trước, mình tu trước chứ sao mà giỏi bằng mình tu trước vậy, chứ ông có hành thiện ngày được 3 tiếng như tôi không, rồi ông có giữ giới được như tôi không đó, thì cái tâm đó nó sẽ khởi lên. Thì chúng tôi nói với vị là khi mà những cái điều này nó khởi lên làm cho cái tâm của mình không yên tĩnh, cái tâm mình không yên tĩnh, cái lúc đó mình cứ bị dao động, dao động bởi những cái chuyện đó, những cái chuyện mà nó thuộc về cái danh vọng đồ này kia đó, thành ra đó ngoài những cái chuyện cái rồi á, thì quý vị thấy khen mình chê người rồi á, những cái tật đố mà những cái tật đố đồ vân vân nó rất là nhiều, mà nó rất là nhiều những cái chi tiết, những cái lỗi mà thí dụ như là cung kính lợi dưỡng gì danh vọng đồ đó thì những cái điều này á mình thấy rằng là càng nhiều danh vọng thì càng nhiều gian nan hoặc là càng nhiều cái danh đó thì thật sự ra tại sao mà mình có nhiều cái danh vọng mà nói rằng là mình khởi lên cái sự mà sợ hãi khiếp đảm. Bây giờ nếu mà ngày nào quý vị cũng được người ta khen mình sợ lắm chứ quý vị, sợ một ngày nào đó người ta không còn cái sự sủng ái mình nữa, không còn khen mình nữa đó. Giờ quý vị thấy thật sự ra nếu mà chúng ta chưa lên cái nấc thang đó thì thôi, mà hễ mà chúng ta lên cái nấc thang đó rồi á thì sợ một ngày nào đó nó bị rớt xuống. Cũng như là quý vị thấy rằng có những người mà người ta ngồi lên cái chiếc ghế quyền hạn đó rồi đó thì luôn luôn ở trong tâm lúc nào cũng sợ, quý vị sợ bị người ta cưa ghế mình chứ, sợ cái điều đó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đọc vô mình nói ủa sao mấy cái danh vọng như cung kính đồ lợi dưỡng đồ sao mà khởi lên sự sợ hãi khiếp đảm. Bây giờ nếu mà bây giờ một ngày một tháng một ngày mình có thu vô được những cái quê lợi những cái lợi dưỡng đó thì mình có sợ hãi không? Có quý vị, sợ tháng sau rồi mai mốt rồi nó bị không có nữa rồi sao, mà mình sợ lắm chứ quý vị. Bây giờ mình được ngồi lên một cái danh dự, một cái sự cung kính gì đó, rồi mai mốt này là mình không còn được cái sự ưu ái đó nữa rồi sao đó. Thành ra đó là coi như là có những cái pháp này thì cái sự sợ hãi khiếp đảm nó sẽ khởi lên, nó sẽ sợ nó khởi lên.
Thật ra đó, có những lúc trước đó, chúng tôi đọc đó, thì chúng tôi nghĩ rằng trong kinh viết vậy thôi, trong kinh viết vậy thôi chứ mình cũng biết là mình cũng biết là tại sao mà cái sự sợ hãi nó khởi lên. Nhưng mà quý vị nhìn đi, quý vị nhìn ở trong cái cuộc đời này đi, đó bất cứ ai cũng vậy, từ cái vị mà tại gia đến cái vị xuất gia, thế mà mình dướng vô những cái danh vọng, mình dướng vô cung kính, dướng vô lợi dưỡng, dướng vô những cái lợi lộc chứ, những cái điều này là coi như là nó sẽ chắc chắn, nó sẽ làm ở trong kinh ấy, là nói là chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm, bất thiện nó khởi lên. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại đi, chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta, rồi những người kia đó, thì coi có sợ hãi không? Có sao không có, quý vị? Đó, mình coi, mình mở lại những cái tờ báo cũ, hoặc là mình kiểm lại những cái tin tức mà trong những năm vừa qua đó, thì quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người, bao nhiêu người từ một cái đại gia, hoặc là cái một người mà có danh tiếng, rồi cuối cùng cũng bị tiêu tan hết. Hoặc là ở trong gần đây thì có nhiều cái lời cảnh tỉnh của cái người đời, mà có khi mình đọc mình cũng thấy rất là hay, quý vị. Cũng như trong trong cách đây một tuần chúng tôi có đọc một cái tin tức của một cái nhà tỷ phú, một cái nhà tỷ phú 32 tuổi mà qua đời, qua đời. Rồi cái nhà tỷ phú để lại những cái dòng chữ ngắn thôi là coi như là khuyên người đời ráng lo làm những cái công đức, làm những cái công đức thiện đi, làm những cái công đức gì được đó thì làm. Còn đối với ông ta đó thì coi như là ông ta đã dành hết cuộc đời vô để mà 32 tuổi mình trở thành tỷ phú, nhưng mà cuối cùng bây giờ là coi như là đếm từng ngày nữa là ra đi thôi, ra đi không có kịp để mà làm những cái công đức gì hết. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng là đối với cái lợi lộc, cái cung kính, cái danh vọng gì cũng vậy, coi như là điều khởi lên cái sự sợ hãi, khiếp đảm. Rồi còn cái kế tiếp là cái sự mà kém tinh tấn, biến nhát. Thì kém tinh tấn, biến nhát thì cái điều này mình cũng sanh lên cái sự sợ hãi. Đó, mà đối với Bồ Tát chúng ta đó, như lúc đầu mình đã nói với quý vị rồi, Đức Bồ Tát của chúng ta coi như là những cái pháp này không có. Cái sự mà biết Đức Bồ Tát chúng ta không có, của chúng ta như là vừa thân mà vừa tâm luôn, thân và tâm luôn, luôn lúc cũng quyết tâm chí để tìm đạo. À, còn mà thời gian để kém tinh tấn, còn đâu để có cái thân để mà biến nhát. Thành ra chính vì vậy á, của chúng ta đó coi như là có cái sự khiếp đảm khởi lo, thì cả cách chế đêm tháng mùng 8 rồi này kia đó. Ngày đi đến những cái thứ mà coi như là mà nó hải hùng, lông tóc nó dựng ngược, nhưng mà những cái chỗ đó hãy mà ngày đứng ở đó mà có cái sự sợ hãi gì mà khởi lên đó thì ngày tiêu diệt ở trong quan nghi đó luôn. Còn chúng ta đó thì khác, ví dụ như giờ mình đang nằm, mình có cái sự cái gì đó mình run run, mình sợ thì mình ngồi dậy, hoặc là có người đứng lên chạy luôn. Nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta là coi như không có, hãy mà đứng ở đó là coi như là diệt trừ cái sự sợ hãi đó liền. Mà hãy mà đang ở trong quan nghi nằm á, mà thấy cái gì là diệt trừ cái sự sợ hãi đó liền. Đó, chúng tôi kể ra cái câu chuyện này á cho quý vị nghe. Chúng tôi khi mà mình học như vậy rồi á thì mình mới nhớ ngày xưa đó. Chúng tôi nhớ ở trong nhà đó, ở nhà rất là chật, quý vị. Chúng tôi khi mà chúng tôi đi ngủ đó, thì trước mặt của chúng tôi đó, nó không có cái gì ở trước mặt hết. Thì trong lúc mà nửa đêm đó, chúng tôi giật mình dậy, thức giấc dậy đó, thì chúng tôi mới thấy rằng là có một cái gì đó ở trước mắt mình, mà trong đêm
giống như một người mà đang đứng mà đội nón đó. Thì lúc đó quý vị biết chúng tôi hốt hoảng bật mình dậy, bật mình dậy coi như là giống như là mình muốn la thét ra rồi đó. Nhưng mà khi đó chúng tôi bật đèn lên, chúng tôi ngó kỹ lại đó, là ông thân của chúng tôi, là ba của chúng tôi đó, là đi chở đồ về, thành ra ông mới lấy một cái móc áo, ông móc cái quần lên, rồi ông máng cái áo lên, rồi ông máng cái nón lên, rồi ông mới treo lên ở trên cái vách tường. Thì ngay cái tầm mắt của chúng tôi đang nằm ngủ gì đó, thì nửa đêm mình thức giấc, hỏi quý vị, mà lúc mình đi ngủ thì mình đâu có thấy, mà tự nhiên ở trong cái đèn nó mờ mờ, tự nhiên là mình dầm ngó lên thấy ai đứng trước mắt mình, mà coi như là đội nón đứng trước gần ngay chỗ cái giường của mình ngủ, gần ngay chỗ cái mặt mình vậy đó. Thì mình hốt hoảng liền quý vị, hốt hoảng liền, mình giật mình ngồi dậy, mình định cũng như là định gào thét lên đó nó. Nhưng mà khi mà mở đèn sáng lên, mình nhìn mình mới thấy là cái quần đó, rồi máng áo qua, rồi móc cái nón lên nữa. Thật sự ra lúc đó mình cũng coi như là cũng muốn là đứng tim rồi đó. Thì bây giờ mình học ở trong pháp này, mình thấy Đức Bồ Tát của chúng ta là coi như là thấy mà đang nằm mà cái sự sợ hãi khởi lên, là diệt trừ cái sự sợ hãi đó ở trong cái quan nghi đó đó. Còn những cái vị sa môn, bà la môn khác á, là coi như là có cái cách khác, là ngày tưởng đêm, đêm tưởng ngày đó, cứ tưởng qua tưởng lại, nhưng mà cuối cùng thì sao, cuối cùng không có diệt trừ được, không có diệt trừ được, mà ngược lại á, cái sự sợ hãi đó nó khởi lên đó. Thành ra đó, trong cái điều đó đó, là cái người mà không có cái trí tuệ, nó cũng như ở trên á, mà Đức Phật cũng nói là một người mà sống ở trong rừng núi á, mà bị đần độn quá, bị si ám quá á, thì coi như là cái trí tuệ, cái sự sợ hãi nó cũng khởi lên đó. Thì Đức Phật đã mô tả lại lúc đó ngài đi đến những cái chỗ mà phải nói là cái sự hãi hùng nó khiếp đảm, nhưng mà ngài không có bị cái sự sợ hãi nó khởi lên, mà hãy mà cái điều gì đó mà nó sanh lên ở trong tâm ngài, ở trong cái quan nghi nào là ngài diệt trừ bằng cái quan nghi đó, chứ ngài không có thay đổi cái quan nghi gì hết đó. Thì cuối cùng thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã mô tả lại, đã thuyết giảng lại, sau khi mà ngài diệt trừ được những cái điều đó rồi đó, thì ngài tinh tấn, ngài tinh tấn, ngài không còn bị những cái điều đó chi phối. Thành ra ngài tinh tấn trong cái sự tu tập, tâm của ngài an trú, ngài chứng đắc được những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngài không có ngừng lại chỗ đó, ngài không có ngừng lại chỗ đó, mà ngài còn phát triển lên luôn, đến canh đầu của đêm ngài chứng được túc mạng thông, có nghĩa là ngài thấy được nhiếp nhiều kiếp gần, nhiều kiếp xa, phải nói là vô lượng kiếp, ngài thấy ngài sanh ra ở trong cái chủng tộc nào, rồi ngài làm cái nghề gì, vân vân, nói chung là túc mạng thông. Rồi canh thứ hai ngài chứng được dạ, quý vị còn nghe được hay không? Dạ, cái canh thứ hai ngày, dạ cảm ơn quý vị, canh thứ hai ngày chứng được sanh tử thông, rồi ở canh thứ ba của đêm, canh cuối của đêm ngài chứng được lậu tận thông, ngài đã diệt tận được tất cả những cái phiền não lậu hoặc. Rồi cái đoạn cuối ở trong bài kinh này thì quý vị thấy rằng Đức Phật lại nhấn mạnh nữa, ngài là một cái bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà ngài vẫn sống ở trong những cái trú xứ thanh vắng, trú xứ rừng núi này. Không phải là ngài còn bị ô nhiễm, còn bị cái sự sợ hãi, nhưng mà ngài sống ở những cái trú xứ này để chi quý vị, để mà ngài an trú ở trong cái sự giải thoát, an trú ở trong cái sự giải thoát, và ngài làm gương cho cái đàn hậu tấn, có nghĩa là làm gương cho chúng ta về sau này đó, vì cái lòng thương tưởng chúng ta ở trong tương lai, nên ngài sống ở trong những cái trú xứ như vậy
Đó, thì cuối cùng khi mà nghe giảng xong cái bài kinh này đó thì cái vị Bà La Môn cái vị Bà La Môn Chanusuni này đã nói lên những cái lời tán thán Đức Gotama, Đức Phật của chúng ta là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, ngài giống như là cái người mà dựng đứng những gì bị quăng ngã vân vân. Cái vị này đã tán thán Đức Phật và đã xin quy y, con quy y với tôn giả Gotama, quy pháp quy tăng, mong Đức Phật nhận làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Đó thì ở trong bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là nói về chúng ta, nếu mà chúng ta sống, chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân, cái nguyên nhân tại sao mình khởi lên cái sự sợ hãi này. Khi mà mình biết nguyên nhân rồi đó thì mình phải diệt trừ bằng cách tùy theo cái phiền não. Thí dụ như hồi nãy mà chúng tôi nói mình không có sự cung kính, mình không có sự cung kính thì mình thực hiện cái sự cung kính. Thí dụ như mình có nhiều lúc đó mình còn suy xét ở trong tâm của mình, mình thấy mình đã phạm cái lỗi đó, mình phạm cái lỗi đó, thành ra mình tìm cái cách để mà mình sám hối, thì nó mới diệt trừ được những cái phiền não, rồi lúc đó chúng ta mới an trú ở trong đề mục, chúng ta mới tu tập vân vân, mới chúng ta mới làm được thanh tịnh ở trong tâm của mình. Đó thì ở trong bài kinh này thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình học cái bài kinh này rồi thì mình xét lại, thí dụ như ở trong đời sống này mình bị cái sự sợ hãi nó khởi lên hoặc là kinh sợ nó khởi lên, thì mình tìm coi cái nguyên nhân nào, cái nguyên nhân nào mà nó khởi lên thì mình diệt trừ cái nguyên nhân đó, những cái nhân nào nó làm cho mình sợ hãi thì mình diệt trừ những cái nhân đó. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi chúng con cũng ráng cố gắng giảng cái bài này, do hồi nãy cái thời gian đọc dài nên rồi cộng với thời giảng nó gần hết thời gian rồi, mong quý ngài hoan hỷ cho con. Bây giờ thì con xin dâng phước này đến chư tôn đức tăng và chia đều với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa. Cũng xin chia phước này đến chư thiên, đến chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ lãnh trong điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Cái chuyện người được phân tích bạch thưa thầy siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thầy siêu nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thôi đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thầy siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Dạ. Bạch thưa thầy siêu, ở trong bài kinh này đó có một đoạn mà Đức Phật có đề cập rằng có nhiều vị sa môn và la môn tìm cách trấn an, xóa tan sự sợ hãi bằng cách tưởng tượng, nghĩ rằng ngày giống như đêm và đêm giống như ngày. Đức Phật thì nói rằng cái trấn áp sự sợ hãi đó bằng cách suy nghĩ đó, nó là si ám. Nhưng mà đối với chính Đức Thế Tôn khi mà ngài còn là vị Bồ Tát sống trong rừng, thì ngài biết rõ là ngày là ngày, đêm là đêm. Thì cái đoạn phân ngôn nó mang ý nghĩa thế nào, xin kính thỉnh chúng ta quan hệ giảng rõ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư tôn, kính thưa quý Phật tử. Ở đoạn Phật ngôn này có ý nghĩa như sau. Những vị sa môn phàm phu khi họ sống ở trong những nơi thanh vắng, có sự nhiều sự sợ hãi khiếp đảm, thì một
là họ tự kỷ ám thị. Và cách suy nghĩ ngày là đêm, đêm là ngày, để họ tự trấn an. Không có sự sợ hãi. Bởi vì người ta sợ, người ta sợ đêm tối. Ban ngày thì ít có sợ hãi hơn, cho nên họ trấn áp bằng cách đó. Nghĩa thứ hai đó, tức là những sa môn và la môn phàm phu ban ngày, ban đêm họ sợ, sợ hãi, cho nên họ phải thức, không thể ngủ được. Rồi sáng lúc ban ngày, khi mà lấy lại được bình tĩnh, không có sợ hãi, thì họ không ngủ. Họ lấy ngày làm đêm, họ lấy đêm làm ngày. Ban ngày thì ngủ, vì ban ngày ít có sự sợ hãi. Còn ban đêm thì vì có sự sợ hãi, cho nên họ phải thức, họ không có ngủ được. Vì vậy cho nên cách nào, cách mà tự kiểm thì để trấn an, để tự trấn an cũng vậy. Và cái cách mà ngủ, ngủ bù, cả hai cách đó Đức Phật là đều chê, là xem như đó là những người sống trong cái sự si mê. Tại sao là si mê? Là bởi vì họ không tìm thấy được cái nguyên nhân làm cho những người tu hành sống ở rừng sâu phát sinh lên sợ hãi khiếp đảm. Họ không tìm thấy được cái nguyên nhân, và họ không tìm thấy được một cái giải pháp để giúp cho họ vượt qua cái sự sợ hãi khiếp đảm. Đối với Đức Bồ Tát thì ngài sáng suốt, cho nên cái chuyện ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm, ngài không cần phải trấn an một cách tự nghiễm thị, và cũng không phải bằng cách là lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, để ngủ ban ngày và để thức ban đêm, chống cái sự sợ hãi. Là Đức Bồ Tát của chúng ta thì ngài rất sáng suốt, ngài tìm được cái nguyên nhân những sa môn và la môn phàm phu, khi mà một vị mà sống ở rừng á, nếu như vị đó có 16 cái ác pháp, thì vị đó sẽ không có lòng tự tin được, luôn luôn có cái sự sợ hãi. Vị tỳ kheo nào sống trong rừng núi Quan Phu mà bị rơi vào một trong 16 trường hợp này thì chắc chắn phải sợ hãi khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Tức là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, sự nuôi mạng không thanh tịnh, có tham dục, ái dục cường liệt, ái dục mạnh mẽ, tâm sân hận ác ý, hôn trầm thị miên chi phối,
dao động, tâm không an tịnh, nghi hoặc, tự tán quỷ tha, run rẩy sợ hãi, ham muốn lợi danh, lười biếng, không tinh tấn, thất niệm, không chú tâm, không định tĩnh, tâm bị tán loạn, ngu đồn si ám. Thì như vậy thì họ sẽ khởi lên cái sự sợ hãi. Có những phiền não đó đương nhiên là họ không có lòng tự tin được. Đức Bồ Tát khi chưa, mặc dù chưa thành bậc chánh đẳng giác lúc đó, nhưng mà Ngài sống ở rừng núi hoang vu, không có sự sợ hãi, vì Ngài không có 16 cái ác pháp trên. Ngài an trú trong các thiện pháp nên cảm thấy lòng tự tin sắc chứng hơn. Cái nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chúng tôi rất đẳng như thế. Nam mô Bổn Sư Thầy. Sa tu kính trưng chư Tổ Thầy Siêu. Mà chư Tổ Thầy Siêu có một đoạn Phật ngôn này là Đức Bồ Tát khi mà Ngài tu tập ở trong rừng sâu núi thẳm, và Ngài quán sát về chính Ngài đó, thì Ngài có nói đến một yếu tố là một đặc điểm là Ngài tu tập nhưng mà với cái lòng thương tưởng, tâm từ bi, tâm đại từ đại bi với muôn loài chúng sanh. Thì có một số người họ quan niệm như vậy là lúc mà mình nỗ lực mình tu thì mình chỉ tu cho mình thôi. Mình tu cho mình thôi. Nhưng mà phải chăng cái câu này xác nhận rằng mình có thể cùng lúc vừa tu tập một mình ở trong rừng sâu núi thẳm, mà trong sự tu tập đó mình vẫn nuôi dưỡng cái tâm từ bi vì lợi ích cho cuộc đời. Thì đó có nghĩ như vậy không? Kính thỉnh thưa đoàn nghĩ trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, sở dĩ mà Đức Bồ Tát trong lúc tu tập Ngài chịu, Ngài thứ nhất là Ngài từ bỏ tất cả của thế gian, thứ hai là Ngài chấp nhận dấn thân vào con đường khổ hạnh, và thứ ba là cố gắng tìm cái con đường giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nhằm cái mục đích đem lại sự giải thoát cho chính mình và cũng vì lòng thương tưởng cho chúng sanh khác. Điều này chúng ta phải nói đến hai duyên khởi. Một là vì từ lúc mà Ngài phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, khởi đầu khi mà lúc đó Đức Bồ Tát Ngài đi thuyền và thuyền chìm giữa biển khơi, mọi người
chết đuối. Nhưng mà bản thân Ngài nỗ lực bơi được vào bờ, và Ngài cảm thấy cuộc sống bị đe dọa, nên lúc đó Ngài mới nghĩ đến bản thân và nghĩ thương xót chúng sanh, cho nên Ngài đã phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác. Từ đó trở đi, kiếp nào Ngài sanh ra, Ngài thực hành ba la mật, Ngài cũng đều với một tâm nguyện là để cứu đời, cứu bản thân mình và cứu được cuộc đời thoát khỏi trầm luân. Đó là cái duyên sự thứ nhất. Cái duyên sự thứ hai đó là khi Ngài, khi Bồ Tát là còn là Thái tử Siddhartha, Thái tử Siddhartha, khi Ngài dạo quanh thành, Ngài chứng kiến được cảnh người già, người bệnh, người chết, khi đó Ngài mới hỏi Sa Nặc, thì các vị chư thiên mới chuyển tâm cho Sa Nặc. Sa Nặc đã trả lời theo pháp. Khi Thái tử hỏi rằng người đó sao thân hình khác chúng ta vậy, lưng còm phải chống gậy mà đi, tóc bạc da nhăn, dáng đi yếu đuối run rẩy, thì Sa Nặc mới nói rằng đó là người già, cái thân này rồi cũng phải sẽ bị già. Ngay cả Thái tử và hạ thần cũng đều sẽ bị già, bởi vì không thể có thân này mà nó trẻ mãi. Rồi khi gặp một người bệnh bên vệ đường, thì Bồ Tát mới hỏi Sa Nặc người đó tại sao ngồi đó mà nhăn nhó rên xiết, thì Sa Nặc mới nói đó là người bệnh. Có thân tứ đại thì đương nhiên khi mà đất nước lửa gió bất hòa ở trong thân này thì sanh ra bệnh tật. Và tất cả đều phải bị bệnh, hễ có thân tứ đại đều phải bị bệnh, ngay cả Thái tử và hạ thần của vị. Rồi gặp một cái đám xác, người ta khiêng một cái tử thi chuẩn bị để lên dần quả và đốt cháy. Thái tử hỏi thì Sa Nặc mới nói rằng đó là một người chết. Thái tử nói rằng như vậy thì ta và mọi người đều sẽ phải chết chăng? Nói giờ phải, ai cũng sẽ phải chết. Rồi Ngài thấy hiện tượng thứ tư, tức là thấy một vị tu sĩ điềm nhiên tĩnh tọa dưới một gốc cây để thiền định. Gợi trên cho ý thức, cho Thái tử một cái sự ý thức là muốn thoát khỏi sự khổ đau này là cần phải xuất gia để thực hành sa môn pháp, tìm cái con đường giác ngộ để cứu lấy bản thân mình và cứu giúp cho tất cả chúng sanh cũng thoát khỏi sự trầm luân sanh tử. Đó là cái duyên sự thứ hai. Và khi mà Đức Bồ Tát Ngài tu khổ hạnh đó,
Ngài vượt qua mọi sự sợ hãi khiếp đảm. Ngài tu tập như vậy là không phải là vì lợi ích riêng cho bản thân Ngài, mà chính do cái tâm đại nguyện Ngài làm như vậy là vì lợi ích cho cuộc đời nữa. Cái tâm đại bi của Ngài nó trỗi dậy. Ngài cảm cảnh là bản thân Ngài sẽ bị già, bị bệnh, bị chết. Phụ vương cũng sẽ bị già, bị bệnh, bị chết. Công chúa Gia Du Đà La cũng bị già, bị bệnh, bị chết ra hồ lá của vị. Tất cả hoàng thân quốc thích của vị, tất cả thần dân của Ngài cũng vị. Tất cả chúng sanh ở trong tam giới này cũng vị. Nhưng mà không ai tìm ra được một cái con đường giác ngộ. Không ai mà phá vỡ được cái vỏ trứng vô minh. Cho nên Ngài phải làm cái việc đó. Và chỉ có Ngài, Ngài tự tin rằng Ngài sẽ làm được. Vì thế cho nên trong lúc mà Ngài tu tập như vậy đó, thì Ngài mới tuyên bố, sau này Ngài mới tuyên bố về Lâm Môn Sâm Trên Núi Sâm Lý. Nếu ai nói người ta một cách chân chánh, vì nói rằng vị ấy là vị hữu tình không có si ám, sanh ra ở đời vì hạnh phúc, cho muôn loài vì an lạc, cho muôn loài vì lòng thương tưởng, cho đời lợi ích vì hạnh phúc an lạc, cho loài trời người. Không phải tự nhiên mà có Ngài có cái tâm nguyện đó mà đã được khởi xướng và trưởng dưỡng cái tâm đại bi đó từ khi mà Ngài lập hạnh Bồ Tát chánh đẳng chánh giác rồi. Đây là ý nghĩa của câu Phật cô mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu trong câu số 2 đó. Chúng tôi xin được trả lời như thế. Nam mô Bổn Thầy. Sao tôi cứ trường thì tôi sẽ siêu thúy Phật tử mình thường tôi siêu thường tỏ quan hỷ thường tỏ chờ một chút xíu và để thỉnh thường tỏ tôi siêu với chư tăng quan hỷ cho ý kiến là trong mấy ngày qua đó, ở trong 4 ngày qua đó thì chúng ta trở lại với bài học đầu tiên của Trung Bộ Kinh và cho đến hôm nay có 2 điểm hơi băn khoăn trong lòng. Một là mỗi ngày một bài kinh như vậy có quá ít thời giờ, quá thời giờ cho mỗi bài kinh hay không. Trước kia thì chúng ta tóm tắt, trước khi chúng ta tóm tắt chúng ta không đọc phần chánh kinh, khởi đầu bài kinh chúng ta chỉ tóm tắt từng đoạn và nêu những điểm chính, điểm cần nhấn thôi. Bây giờ thì chúng ta đã có cái hướng trong những bài kinh sau cùng đó là mình tập chú vào cái chánh văn, cho Phật tử quen chánh văn. Thật ra phải nhận là mình đọc rất mất nhiều thời giờ và các vị giảng sư cũng phải mất nhiều thời giờ để giảng. Thì chư tăng có muốn là sau này có những bài kinh quan trọng thì bài kinh mà cần là chúng ta có thể cắt ra 2 hoặc 3 ngày không? Và thứ hai là có một vài vị cũng có cái nói là những bài kinh đầu tiên tuy rằng mình tóm tắt nhưng mà nó có nhiều điểm nhấn, còn bây giờ thì có vẻ như là chúng ta đọc nhiều về chánh kinh nhưng mà những cái điểm nhấn quan trọng thì chúng ta lại không có tập chú nhiều. Thì không biết thượng tọa thời siêu như là thượng tọa Thượng Quyền cũng như đại đức Khúc Tính của Sư Thông Quang Hỷ cho biết rằng trong cái cách mà mấy ngày qua mình làm như vậy có ổn không? Có ổn không? Tức là mỗi ngày một bài kinh như vậy có nó quá nhiều cho mỗi một ngày không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Sư Quang Hỷ trở lại và sau đó thỉnh
Sư Tổ Thủy Nguyên, Đại Đức Pháp Tính và Sư Minh Thông. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vì trước đây đó, 109 bài kinh mà chúng ta đã học rồi đó, và chúng ta chỉ lược, cho nên nó đã nói rằng, lúc trước chúng ta đã nói rằng lược như vậy thì ngắn gọn, có cái điểm nhấn rõ ràng, ít mất thời gian đọc bài. Tuy nhiên làm như vậy thì nó mất đi cái bài kinh, cho nên chúng ta mới thỏa thuận với nhau và bắt đầu từ bài kinh 110 đó, là chúng ta đọc trọn cái bài kinh, lấy trọn bài kinh. Mà nếu bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta cũng lấy cái điểm nhấn mà không có đọc hết cái bài kinh đó, thì như vậy chúng ta dẫm lại cái dấu chân mà chúng ta đã đi, chứ nó cũng không phải là hơn gì. Nó không phải là lấy làm cái giáo trình cho nó giống nhau. Bởi vì cái giáo trình mà chúng ta biên soạn thì chúng ta gom lại từ bài 1 cho đến bài 109 này, chúng ta phối hợp với 110 trở đi 152 đó, để chúng ta làm một giáo trình nó đầy đủ. Có nghĩa là mặc dù cũng có phân đoạn, nhưng mà chúng ta đã lấy theo chánh kinh, không có bỏ sót một chi tiết nào hết. Thì cái điều đó cũng hay, thưa quý vị. Cho nên theo chúng tôi đề nghị là theo chúng tôi thì chúng ta vẫn giữ cách có phân đoạn, nhưng sau mỗi phân đoạn là chúng ta đọc chánh kinh, cũng giống như nguyên một bài kinh, rồi tới chấm xuống dòng, chấm đoạn nào đó thì Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ chen vào đó những cái câu tóm tắt nội dung của đoạn đó. Như vậy thì cũng sẽ được thôi. Làm như vậy thì chúng ta mới có cái giáo trình, những cái bài đầu để sát nhập với những cái bài kinh sau, nó nguyên một loạt bài có cái sự đồng nhất. Đồng nhất ở đây có nghĩa là trọn vẹn mỗi bài kinh. Còn về vấn đề mà chúng ta sợ mất thời gian đó, thì xin thưa quý vị rằng một bài kinh đọc sẽ không quá 45 phút. Có khoảng chừng 30 phút. 30 phút hoặc 40 phút. Thì như vậy vì giảng sư không có nghĩa là giảng giải chi tiết từng câu từng lời từng chi pháp
ở trong cái bài kinh mà vốn chúng ta đã học rồi. Bây giờ vị giảng sư chỉ có cái trách nhiệm giảng theo cái lối khác, là chúng ta tập chút ý nghĩa quan trọng của bài kinh đó, chúng ta gom lại, miễn làm sao chúng ta giảng cho đến 9:45, ở 9:15, 9:15, tức là chúng ta có thể có bữa thì chúng ta giảng, nếu như bài ngắn thì chúng ta giảng được 45 phút hoặc là 50 phút. Miễn sao chúng ta nhìn đồng hồ, chúng ta thấy đọc xong bài chúng ta còn cái thời gian cho đến 9:15, có nghĩa là còn 40 phút, thì chúng ta chỉ cô đọng cái bài ở trong khoảng 45 phút thôi. Nếu mà xét thấy cái thời gian bài này ngắn, do đó cho nên có thể là 50 phút thì chúng ta thuyết tới 50 phút, miễn làm sao tới 9:45, 9:15, thì như vậy còn 45 phút còn lại là chúng ta thảo luận là vừa rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta vừa đọc bài, vừa dẫn nhập, mà vừa thuyết giảng chỉ từ 8 giờ đến 9 giờ, và từ 9 giờ cho đến 10 giờ chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ để chúng ta thảo luận, chỉ có mỗi một mục thảo luận. Còn trong khi 1 giờ đầu đó, thì chúng ta lại có 3 việc dẫn nhập. Dẫn nhập thì bao giờ cũng ít thôi, ít thời gian đọc bài và thuyết giảng bài. Đọc bài và giảng bài, nếu như bài ngắn, nếu như đọc bài ngắn, giảng sư sẽ thuyết dài một chút. Còn nếu như đọc bài dài, giảng sư sẽ thuyết giảng ngắn một chút. Mà làm sao để chúng ta trả lời cho cái thời lượng thảo luận phút theo chúng tôi sắp đặt như vậy thì nó ổn thôi thưa quý vị. Bởi vì là một vị pháp sư là phải có sự quyền biến ở trong đó. Ở đây chúng tôi cũng cần ý với các vị giảng sư chúng ta là kỹ bài kinh, lấy những cái nghĩa là lấy bài kinh đó nói cái gì, và chúng ta tự bố cục pháp, và chúng ta tránh quá nhiều về kể chuyện, hoặc là chúng ta nói về cái sự sinh hoạt bản thân mình quá nhiều sẽ làm cho mất thời gian là như thế. Chứ chúng tôi nghĩ rằng cái bài kinh này nếu mà giảng cô động lại đó, thì giảng trong vòng 30 phút cũng đủ nữa thưa quý vị. Giảng trong vòng 30 phút đủ rồi. Toàn bộ kinh điển, giảng kinh điển không 30 phút thôi là đủ rồi. Chứ không cần phải đòi hỏi là nhất định phải giảng 1 tiếng đồng hồ, rồi lúc ban đầu nói chuyện quá nhiều về cái chuyện này chuyện kia, chuyện Tây chuyện Tàu vân vân, rồi đến chừng thấy cái bộ giờ cũng nhiều rồi thì lúc bây giờ chúng ta kết thúc nhanh chóng, thì khiến cho cái bài kinh chi pháp chẳng có bao nhiêu cả, gọi là sáo vôi sào không đậy tượng. Cái tượng là cái tổ, cũng là con vôi. Cái tượng cũng là cái tổ, mà tượng cũng có nghĩa là phôi. Mà người xưa người ta nói cái câu vôi xạo để hiện tượng, thì như vậy nó sẽ là mất thời gian lắm thưa quý vị. Cái mất thời gian là do cái vị giảng sư chúng ta. Vị giảng sư chúng ta có thể chủ động được trong cái vấn đề sắp xếp cái thời gian, cái thời lượng. Chứ tôi có một vài ý kiến về Nam Mô Bổn Thầy nhà.
sa thú kim thượng tọa từ siêu thượng tọa từ quyền à, sư thỉnh thượng tọa từ quyền. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai lý giờ thôi thì chúng nghe đó để cảm ơn quý vị. Chúng con cứ để đến Phật giáo pháp chúng tăng cái để đến sư phụ từ xưa thượng tọa nhất đẳng nên thông minh hạnh để được Phật tính để được nghe thông. Sư Minh Thông sư từ đây cùng chia tăng đang hiện diện chờ nói với thưa quý vị Phật tử và kính bạch thượng tọa, con xin thống nhất cái ý kiến trên của cái phương án mà vừa rồi mà sư phụ từ xưa đã nói như vậy. Bởi vì như vậy thì nó thành là một cái giáo trình nó ổn định cũng như thời gian và chúng ta giảng dạy như vậy thì con cũng rất là thống nhất. Con xin không có ý kiến gì mà như vậy thì nó quá là tự là ổn định rồi. Chương trình như vậy thì chúng ta đã tiến bước một cách vững chắc rồi. Chứ cũng không phải ngắn không phải dài cũng mà cũng cần phải đọc như vậy thì con cũng rất là quan hệ. Dạ. Con không có ý kiến gì thêm và dạ, kính thần đó tiếp tục là một bước hai. Sa thú kính trực thực tập tự nguyện để đi pháp tính này, để đi pháp tính. Dạ, con kính lễ đến chư tôn đức tăng. Như lời của sư phụ Tề Siêu vừa rồi đã nêu lên thì con nghĩ ngài nêu lên như vậy thì sẽ thực hiện như vậy thôi. Lúc đầu thì tại vì con cũng chưa có biết là ngày sắp xếp cái lần giảng thứ nhất là nó như vậy, lần giảng thứ hai nó khác nhau. Nhưng mà nãy giờ con ngồi nghe cái sự chỉ dạy của sư phụ Tề Siêu như vậy thì con cũng nghĩ rằng con cũng thành kính nghe cái lời đó nên con cũng không có ý kiến gì mà giảng bạch thượng tọa. Sa thú xin trân định thủ tịch. Sư Nguyên Thông, có ở trước mắt không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được xin trân, Sư Nguyên Thông cho ý kiến sau cùng. Có lẽ Sư Nguyên Thông, dạ, dạ thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con thấy vấn đề này, nếu con nhìn thấy thì có ba vấn đề. Một vấn đề là chúng ta phải cái những người giảng bài thì phải biết bài trước ít nhất là một ngày hoặc là hai ngày để đọc để nắm cái tư tưởng. Cái thứ hai là cái người đọc bài cũng phải biết bài trước để mà đọc cái bài cho suôn sẻ, không có chần chờ, đọc rõ ràng mà nhanh. Và theo đó đó thì khi mà cái người mà giảng bài đó giảng bài thì không phải là cũng như đúng như sư bá nói là không phải giảng từ câu từ chữ như là mà đi giảng bài mà mình đọc có bài mình biết cái ý chính của Thế Tôn giảng cái gì rồi tùy cái mình thấy cái điều nào quan trọng thì mình focus vào điều đó cho nên là cái cốt lõi của bài đó, người hành giả đó giảng bài thí dụ kết quả cốt lõi của bài nó có bao nhiêu điểm chánh và bao nhiêu điểm phụ, cái điểm phụ mình lướt qua còn đủ điểm chánh mình nhấn mạnh lại thì cái đó là mình cho cái người nghe lãnh hội được cái cốt lõi của bài đọc đó đó. Theo con nghĩ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lịch cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú xin truyền sư Minh Thục. Bạch sư Công Đức và quý Phật tử, chúng ta luôn luôn cải thiện để làm tốt hơn. Chúng ta có được một cái kho tàng kinh điển rất là quý giá. Và đồng thời chúng ta có một số chư tăng rất là sẵn lòng để vào tham dự các buổi pháp đàm. Chúng ta cũng có quý Phật tử rất là tinh tấn tu học. Vấn đề còn lại là cái nỗ lực của chúng ta để cải thiện công việc. Nếu chúng ta thấy việc nào không ổn hay là chưa được tốt lắm thì chúng ta thay đổi từ từ. Thật ra thì nói chung chúng tôi nghĩ rằng qua các giáo trình thì chúng ta cũng đã làm tương đối tốt rồi. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể ý lại hay là thỏa mãn với chuyện đó mà mình phải cố gắng thêm.
Dạ, thầy cố gắng thêm để những cái gì mà còn tồn động cần được thay đổi thì chúng ta cũng nên thay đổi. Rất là tăng để dành thời giờ để góp ý cho việc giảng dạy ở trong room này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thầy Đà Ma Kính Thiên Chư Vị Giảng Sư đã vào room để thuyết giảng đại lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi ẩn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Xuân Ngôn Duyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yam kim chik pusalaka mang kata pangiri yamamakaye navaja manasa didase sukatang katang yeta ta sangino atiye yasa ta sangino katang bunya palang maya sabi paki pawantute yetang katang suri dang lindang bunya palang maya yeta ta Anacchalan ti deva danto aveda yum sape lokam iye sata jivanta arane dukkha madunyam pojanam sape lapanto mamaje parvati. Con xin hồi hướng phước lành nà các công pháp giới chúng sanh rồi nhưng mẹ cha thầy cô tiền quả ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên và tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng hiền nhà gia an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân sở cầu cô tu sa phan su mang ga lang ra can tu sa pa ni va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro ta rang ho tu sa phan su mang ga lang ra can ra can tu sa pa ni va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ro ta rang ho tu sa phan su mang ga lang ra can tu sa pa ni va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ro ta rang thiện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát.
tình, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, thân đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Uttathamma xin phép được đóng room tâm già dây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.